xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ có một buổi livestream cùng với nhau và chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đi đến với series livestream chữa các đề tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh các bạn nhé. Và trong buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới đề số 7 trong cuốn sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh. Toàn bộ nội dung của buổi livestream ngày hôm nay thì nằm ở đề số 7 trong cuốn sách. Các bạn có thể xem đề số 7 ở trong cuốn sách hoặc các bạn có thể làm online trực tiếp ở trên hệ thống học liệu.vn. Với hệ thống học liệu.vn thì các bạn còn được tiếp cận một kho đề rất là lớn đã được biên soạn rất công phu để phù hợp với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh của các bạn đấy ạ. Và với cái hệ thống học liệu.vn thì chúng ta còn có các chủ điểm ngữ pháp được chia theo từng chủ điểm một và các bài luyện tập tương ứng để sau khi làm đề các bạn cảm thấy rằng là mình còn yếu phần ngữ pháp nào hoặc là yếu phần chủ đề từ vựng nào thì chúng ta hoàn toàn có thể quay lại để chúng ta tham khảo thêm cũng như là chúng ta thực hiện thêm các cái phần bài tập để củng cố lượng từ vựng và ngữ pháp cho chúng ta nhé các bạn nhé. Và thời gian đang đếm ngược rất là nhanh đến ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của các bạn đúng không ạ? Đó, cho nên là chúng ta phải rất là cố gắng vào thời gian này. Đây là giai đoạn nước rút và ở giai đoạn nước rút này thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập thật nhiều và làm thật nhiều đề. Giai đoạn này thì chúng ta làm càng nhiều đề càng tốt để chúng ta nhanh chóng khám phá ra xem là chỗ nào chúng ta vẫn còn đang hổng, chỗ nào vẫn còn đang lung lay để chúng ta bổ sung thêm các bạn nhé. Các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể để phía dưới phần comment của livestream này. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn cần được hỗ trợ ở phần kiến thức nào cũng như là các bạn muốn được ôn thêm tài liệu, ôn thêm cái chủ đề nào hoặc là có thêm tài liệu về chủ đề nào, các bạn hoàn toàn có thể comment vào phía dưới livestream này hoặc là inbox fanpage sách mềm để chúng ta có thể có được sự hỗ trợ từ mình, từ các thầy cô, từ các anh chị trợ giảng cũng như là các anh chị kỹ thuật viên các bạn nhé. Rồi, ok ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đề thi số 7 của đề bộ đề thi hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia môn tiếng Anh có được không ạ? Với đề thi số 7 này thì chúng ta cũng giống các đề thi trước đã được biên soạn hết sức là kỹ lưỡng dựa trên form của đề thi minh họa mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Tất cả chúng ta đều biết được không ạ? Ngoài ra thì với đề số 7 này chúng ta cũng có thêm các cái phần từ vựng và ngữ pháp được ôn tập qua từng câu một. Tất cả các câu đều được biên soạn sao cho mỗi câu là một hiện tượng từ vựng hoặc ngữ pháp khác nhau. Vì thế là chúng ta nên chú ý ở phần bài thi này các bạn nhé. Chúng ta sẽ chờ một vài phút để các bạn khác cũng có thể vào livestream học cùng chúng ta. Trong thời gian đó, nếu như mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào với mình thì các bạn hãy comment ở phía dưới và mình sẽ trả lời câu hỏi cho các bạn có được không ạ? Xin mời các bạn đặt câu hỏi ở phía dưới phần livestream cho mình đi ạ. Mình chưa thấy có câu hỏi gì, có lẽ là các bạn sẽ chờ cho đến lúc mà chúng ta có câu hỏi thì chúng ta sẽ comment ở phía dưới nhé. Và chúng ta nếu như mà có câu hỏi sau khi mà phần livestream đã kết thúc thì các bạn hãy vui lòng là để lại câu hỏi ở phía comment hoặc là các bạn inbox fanpage. Khi đó thì mình cùng các anh chị biên tập viên sẽ hỗ trợ các bạn được không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm đề thi này nhé các bạn nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm đề thi này ạ. Với đề thi này ở đây của chúng ta thì chúng ta sẽ đi lần lượt các dạng bài khác nhau. Với cái dạng bài đầu tiên ở cái phần câu hỏi số 1 thì chúng ta có gì đấy ạ? Chúng ta có chọn từ có trọng âm khác. Câu hỏi 1 ở đây của chúng ta là các từ có hai âm tiết. Chúng mình có từ orbit, succeed, chronic, riot. Như vậy ở đây của chúng mình đáp án sẽ là phương án B, trọng âm của từ này rơi vào âm thứ hai, trong khi các từ còn lại trọng âm đều rơi vào âm đầu tiên. Câu hỏi số 2 là các từ có 2 đến 3 âm tiết, chúng ta sẽ có pesticide, impure,
distinguish, compensate. Như vậy ở đây của chúng mình đáp án sẽ là phương án C, distinguish. Chúng ta có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ còn lại trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Tiếp tục đến câu thứ 3 và thứ 4. Với câu thứ 3 và thứ 4 này ở đây của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn các từ có cách phát âm khác. Ở đây với câu đầu chúng mình ghi nhớ là các từ có âm bật hơi, khi mà thêm S vào chúng ta sẽ phát âm là S. Accelerates, avocates, necklace và struggles. Đó. Khi chúng ta không có âm bật hơi thì chúng ta sẽ phát âm là âm Z. Như vậy, ở đây của chúng mình câu số 3 đáp án sẽ là phương án D. Tiếp tục đến câu thứ 4, chúng ta có situation, install, certificate, doesn't. Như vậy, ở đây của chúng mình thấy rằng với phương án A, situation, chúng ta phát âm là sure, các từ còn lại phát âm là th. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần từ vựng và ngữ pháp. Với câu số 5, my work, ở đây của chúng ta đáp án sẽ là phương án D. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta xét về mặt ngữ pháp thì ở một thời điểm, thời gian đi với by, chúng ta dùng thời hoàn thành trong câu. Và ở đây của chúng ta sẽ dùng tương lai hoàn thành với cấu trúc là will cộng have cộng động từ phân từ 2. Và vì sao ở đây của chúng ta lại dùng tương lai hoàn thành? Đó là bởi vì chúng ta thấy rằng với ý nghĩa của câu là vào khoảng 5 giờ và sau đấy thì tớ sẽ gặp cậu nhé. Như vậy nó chưa xảy ra. Tương lai hoàn thành nói về một sự việc sẽ được hoàn thành trong tương lai, còn bây giờ thì chưa, đúng không ạ? Câu thứ 6 ở đây của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn phương án là phương án C. Chúng ta thấy rằng là liên từ even though ở đây của chúng ta chỉ ý nghĩa tương phản, đúng không ạ? Even though it was a somewhat blunt instrument, mặc dù á, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo đến câu thứ 7, it was sunny all the time. We, ở đây của chúng ta sẽ sử dụng phương án là phương án C. Chúng ta ở đây kiểm tra về phần động từ khuyết thiếu cộng have cộng phân từ 2. Và ở đây của chúng ta có needn't have done something, kể về một cái sự việc mà không cần thiết đã phải làm trong quá khứ, nhưng mà làm sao ạ, đã làm rồi. Trời thì lúc nào cũng nắng, đáng lẽ ra là chúng mình không cần phải mang áo mưa, nhưng mà chúng ta thực ra là đã có mang rồi, đúng không ạ? Với câu thứ 8 ở đây của chúng ta sử dụng phương án A. Chúng ta có cấu trúc là gì đấy ạ? Tính từ cộng as the cộng clause để nhấn mạnh chỉ sự tương phản giữa mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Mặc dù là mệt mỏi lắm, thế nhưng mà anh ấy vẫn kiên quyết là sẽ trèo tiếp lên trên đỉnh núi. Tiếp tục đến câu thứ 19. Câu thứ 9. Câu thứ 9 ở đây của chúng ta chính là một mệnh đề nhấn mạnh, đúng không ạ? Mệnh đề nhấn mạnh với cấu trúc no matter how, đúng không ạ? Cho dù là, nhưng để thể hiện sự trái ngược, đúng không? Cái virus cúm thì vẫn có ảnh hưởng đến chúng ta, tái đi tái lại, cho dù là chúng ta đã bị mắc bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đến câu số 10, some people wonder, ở đây của chúng ta sẽ chọn phương án A là về mặt ngữ nghĩa, liệu rằng có hay không, đúng không ạ? Vài người thì phân vân là liệu rằng là ngôn ngữ hình thể có thể được dạy ở trường học giống như là các môn học khác hay là không. Tiếp tục, chúng ta đến với câu số 11. We should not interpret another person's formality. Ở đây của chúng ta sẽ có cấu trúc là interpret something as, đúng không ạ? Hiểu, giải thích cái gì như là gì. Chúng ta không nên hiểu cái sự nghiêm túc của một người tương đồng với cả cái sự thiếu thân thiện và cứng nhắc của người đó. Với câu số 12, ở đây của chúng mình kiểm tra các bạn về cấu trúc giả định. It is necessary cộng mệnh đề, đúng không ạ? Và ở đây của chúng ta thì sẽ cộng với cả gì đấy ạ? Cộng với cả tính động từ là monitor. Monitor ở đây của chúng ta thấy rằng là nó phù hợp với cả ý nghĩa của câu, đúng không ạ? Và động từ phải để ở dạng nguyên thể các bạn nhé. Đó. Cái việc mà những người cứu hộ để đảm bảo điều hành cái bể bơi trong khi mà các bạn nhỏ đang học bơi thì rất là quan trọng. Ở đây của chúng ta chú ý là động từ phải để dạng nguyên thể, vì thế chúng ta chọn phương án C. Câu số 13, the beautiful sunset.
caught our attention. Ở đây của chúng ta có một cái cụm từ đó là catch one attention. Đó chính là chúng ta thu hút sự chú ý của ai thì catch someone attention, và chúng ta dùng cái động từ catch ở đây và chia động từ thành caught. Cái cảnh mặt trời lặn tuyệt đẹp thì đã thu hút sự chú ý của chúng tôi, cho nên là chúng tôi đã dừng lại và nhìn ngắm. Câu số 14, because it rained very heavily all day, they had to. Ở đây của chúng ta chính là phương án A. Chúng mình có put off the garden party until following Saturday. Ở đây của chúng ta các bạn thấy rằng là bởi vì trời mưa rất to cho nên là họ đã phải hoãn cái buổi tiệc cho đến tận thứ bảy tuần sau. Ở đây chúng ta chú ý phân biệt giữa put off và call off. Put off có nghĩa là trì hoãn, còn call off ở đây của chúng ta có nghĩa là hủy bỏ luôn, đúng không ạ? Và các bạn thấy rằng là chúng ta có là trì hoãn cho đến thứ bảy tuần sau, tức là nó vẫn sẽ xảy ra, chỉ có điều là chúng ta chuyển sang một cái thời điểm khác thôi. Vì thế phương án A là phù hợp hoàn toàn ý nghĩa của câu này các bạn nhé. Tiếp tục đến với câu số 15. With more women going out to work, men will no longer be there. Ở đây của chúng ta với câu số 15 sẽ là dominant figures in the family. Ở đây của chúng ta có tính từ dominant có nghĩa là chủ chốt, quan trọng, thì nó phù hợp với cả ý nghĩa của câu này, đúng không ạ? Khi mà càng ngày càng có nhiều phụ nữ đi làm thì vai trò của người đàn ông không còn là vai trò chủ chốt trong gia đình nữa. Rồi, tiếp tục đến với câu số 16. Câu số 16 ở đây của chúng ta có gì ạ? Student can gain benefits. Ở đây của chúng ta là một danh từ. Như vậy chúng ta cần phải có một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ này, và tính từ phù hợp đấy chính là considerable. Considerable benefit for learning to work together. Considerable benefit có nghĩa là những cái lợi ích đáng kể, đúng không ạ? Học sinh thì có thể có được lợi ích đáng kể từ việc học cách làm việc cùng với nhau. Câu số 17. Câu số 17 ở đây của chúng mình thì chúng ta thấy rằng là gì đấy ạ? À, xét về mặt nghĩa thì chúng ta thấy rằng là chỉ có mỗi danh từ diary là phù hợp với cả ngữ cảnh thôi. Và ở đây của chúng ta chính là gì đấy ạ? Viết note lại những cái ghi chú về buổi họp tiếp theo ở trong quyển nhật ký của tôi. Thế là ở đây của chúng ta sẽ sử dụng cái danh từ diary. Câu số 18. The policeman. Ở đây của chúng ta chính là let me off with a warning. Ở đây của chúng ta có động từ let off có nghĩa là tha cho ai, đúng không ạ? Anh cảnh sát thì tha cho tôi đi và nhắc nhở tôi đêm nay là đêm giao thừa đấy. Câu số 19. Biochemist use fireflies to study bioluminescence. Ở đây của chúng ta chính là phương án gì đấy ạ? À, phương án B. Ở đây của chúng ta sẽ là một cái mệnh đề, một cụm từ để giải nghĩa cho cái cụm từ bioluminescence này là gì, đúng không ạ? Đó, các nhà sinh hóa thì đã sử dụng những cái con đom đóm để nghiên cứu về bioluminescence, một cái ánh sáng mà không tỏa ra nhiệt, được tỏa ra bởi một loài động vật hoặc là thực vật nhất định nào đó. Tiếp theo sau phần chọn từ với các cái phần liên quan đến ngữ pháp và từ vựng tổng hợp thì chúng ta sẽ có 4 câu kiểm tra kỹ các bạn về mặt từ vựng. Đó chính là 4 câu chọn từ đồng nghĩa và trái nghĩa với từ gạch chân. Đầu tiên chúng ta đến với hai câu hỏi chọn từ đồng nghĩa với từ gạch chân các bạn nhé. Ở đây của chúng ta với câu 20 chúng ta có từ ostentatious. Ở đây của chúng ta chính là gì đây ạ? Chính là phô trương, khoe khoang, đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ đồng nghĩa với tờ showy, đúng không? Cái vườn mới mà rất là sang trọng của anh ấy thì chắc chắn là một cái cách để anh ấy phô trương cái sự giàu có của mình rồi. 21 thì chúng mình có một cái cụm từ đấy chính là set aside for. Set aside for có nghĩa là để dành cho, đúng không ạ? Để dành cho gì? Thế thì ở đây của chúng ta nó sẽ đồng nghĩa với phương án B là kept for a special purpose, là để dành cho cái gì đó, đúng không? Có những cái phần của thị trấn thì được sử dụng bởi cư dân, trong khi những cái phần còn lại của thị trấn thì được dành cho cái khu công nghiệp và phát triển thương mại.
Tiếp theo chúng ta sẽ có hai từ chọn từ trái nghĩa với từ gạch chân. Ở đây của chúng ta chú ý khi mà chúng ta đi thi, chúng ta phải đọc đầu bài thực sự là kỹ để biết được rằng là đầu bài đang yêu cầu chúng mình là chọn từ đồng nghĩa hay từ trái nghĩa các bạn nhé. Đặc biệt là khi mà chúng ta có đảo mã đề thì chúng ta sẽ có những cái câu chọn từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa, nó sắp xếp lộn xộn chứ không nhất thiết là phải chọn từ đồng nghĩa trước sau đấy thì mới đến chọn từ trái nghĩa các bạn ạ. Thế cho nên là chúng ta phải đọc đề bài thật là kỹ càng, đề phòng cái trường hợp là chúng ta có thể là chúng ta bị chọn sai, chọn nhầm, mặc dù chúng ta có vốn từ vựng rất là tốt để chúng ta hiểu được nghĩa của từ, đúng không? Cái đầu tiên ở đây của chúng mình có cái từ là từ fail through ở đây của chúng ta là thất bại, như vậy trái nghĩa của nó phải là gì đấy ạ? Succeeded, đúng không ạ? Cái kế hoạch mà đi du lịch bằng thuyền của chúng tôi đã thất bại bởi vì cơn bão. Câu 23 ở đây của chúng ta có một cái cụm từ mô tả người old skin and bone, có nghĩa là gầy trơ cả xương ra, đúng không? Nên thì ở đây của chúng mình sẽ có cái từ trái nghĩa là very fat, rất là béo. Đó. Tôi đoán là cô ấy, tôi đoán là vẫn là cô ấy thôi, thế nhưng mà cô ấy đã thay đổi quá nhiều. Cô ấy từng hơi đậm đà một chút, thế nhưng mà bây giờ cô ấy gầy trơ xương luôn. Sau phần từ vựng là chúng ta sẽ luôn luôn có hai câu về communication. Với dạng communication này thì sẽ kiểm tra các bạn về những cái trường hợp giao tiếp cụ thể, đúng không ạ? Và chúng ta phải chọn những cái lối hỏi đáp cho nó phù hợp với cả phần của câu. Về phần này thì không chỉ là nó phù hợp cả về mặt ngữ pháp đâu, mà chủ yếu là nó phù hợp về mặt ngữ nghĩa và về cái situation mà các bạn đang đối mặt. Bởi vì trong một số trường hợp các câu đúng với mặt ngữ pháp, đúng với mặt từ vựng, thế nhưng mà nó không được sử dụng ở trong cái tình huống giao tiếp đó thì chúng ta cũng không thể đưa vào được. Với câu số 24, do you mind if I stay here for a few days? Bạn có phiền không nếu như tôi ở lại vài ngày? Nếu như mà chúng mình không phiền thì chúng ta sẽ trả lời là no, I don't. Không, tớ chẳng phiền tí nào đâu, đúng không ạ? Người ta hỏi là bạn có phiền không mà. Đó, thế thì ở đây của chúng ta nhiều bạn nhá, nhiều bạn là rất là hay chọn phương án A này. Đây là hân hạnh của tôi mà, nghe ở tiếng Việt thì rất là hợp lý, đúng không ạ? Nhưng mà ở tiếng Anh nếu như các bạn trả lời yes, có nghĩa là yes, I do mind. Có, tôi rất là phiền đây, đúng không ạ? Với câu số 25, do you need a new tie to go with your new suit, Dad? Bố có cần mua cà vạt mới để đi cùng với cả bộ vest mới không hả bố? Thế thì ở đây của chúng ta trả lời là no, I think I have some that winter. Không, bố không cần đâu. Bố nghĩ là bố có vài cái cà vạt mà phù hợp với cả cái bộ vest rồi. Đúng không ạ? Tiếp theo với phần communication thì chúng ta sẽ đến với phần bài đọc. Với phần bài đọc của chúng mình á thì các bạn sẽ có 3 phần đọc tất cả. Một phần đọc đầu tiên đó chính là phần đọc điền từ vào chỗ trống với 5 câu hỏi và 2 bài đọc hiểu. Với kỹ năng đọc hiểu, chúng mình có 2 bài, trong đó có một bài đọc hiểu ngắn và một bài đọc hiểu dài hơn. Bài đọc hiểu ngắn thì sẽ bao gồm 5 câu hỏi, bài đọc hiểu dài hơn sẽ bao gồm có 8 câu hỏi. Như vậy các bạn thấy rằng là tổng cái lượng đọc hiểu của chúng ta là rất là lớn. Vì thế yêu cầu các bạn là các bạn sẽ phải cực kỳ là cẩn thận với cả cái phần đọc hiểu và dành thời gian cho phần đọc hiểu này thật là nhiều. Bởi vì khi mà các bạn không dành nhiều đủ thời gian cho cái phần đọc hiểu á thì các bạn rất là dễ bị lâm vào cái tình trạng là chúng mình bị thiếu giờ. Và thiếu giờ ở phần đọc hiểu thì rất là nguy hiểm, bởi vì các cái phần đọc hiểu và đặc biệt là cái phần reading á thì nó có liên quan đến nhau. Và khi mà các bạn đọc hiểu mà các bạn không thể đoán bừa được, đúng không ạ? Nếu như mà thiếu giờ cho các câu khác thì chúng ta vẫn có thể cố gắng được 1-2 câu hoặc được. Thế nhưng mà với phần đọc hiểu mà chúng ta chưa đọc được một tí nào chẳng hạn thì các bạn sẽ hoàn toàn không thể trả lời được một số lượng câu khá lớn. Bởi vì các cái câu đọc hiểu, ngay cả phần bài đọc hiểu điền từ thì nội dung của câu hỏi nó cũng phải phù hợp cả về mặt ngữ pháp và cả về mặt ngữ nghĩa của cái phần đọc hiểu đó. Cho nên là chúng ta cần phải cực kỳ chú ý để phân bổ thời gian sao cho hợp lý nhất có thể các bạn nhé. Rồi chúng ta đến với cả bài đọc hiểu đầu tiên về giải Nobel, đúng không ạ? The Nobel Prizes were established by the Swedish inventor Alfred Bernhard Nobel. Nobel was the inventor of dynamite. Và ở đây của chúng ta với câu số 26, xét về mặt cấu trúc ý nghĩa thì chúng ta thấy rằng cái từ all rồi ở đây của chúng ta để chỉ mệnh đề tương phản là phù hợp, đúng không ạ? Although his invention brought him much wealth and fame, Nobel realized how destructive dynamite could be. His old brother was killed in an explosion while working in the laboratory.
know what they spend a lot of time and energy promoting world peace to? Câu số 27 ở đây của chúng mình sẽ là to reduce. Ở đây chúng ta là làm giảm đi, đúng không ạ? To reduce the need to use dynamite in war. He also advocated the settlement of conflicts through diplomatic means. Before Noble died, he gave away his money to establish a fund. Every year, the câu số 28 ở đây của chúng ta sẽ thấy rằng chúng mình sẽ chọn phương án là the interest, có nghĩa là cái lãi suất tiền, đúng không ạ? The interest from this fund was to be given to the person who has done the most for mankind in that year. There are awards. Ở đây của chúng ta với câu số 29, chúng ta sẽ thấy rằng là ở các lĩnh vực nào thì chúng ta sẽ dùng giới từ là in, đúng không ạ? In the fields of physics, chemistry, medicine, and literature. The most prestigious award, however, is the Nobel Peace Prize. This given to the person who has done the most to promote world peace. One of the most famous, right? Ở đây của chúng ta là một trong những cái người nổi tiếng nhất mà đã được nhận giải Nobel, the famous person to have received the award was Mohammad Gail of India. Giải thưởng Nobel được thành lập bởi nhà phát minh người Thụy Sĩ tên là Alfred Bernhard Nobel. Và Nobel là nhà phát minh ra thuốc nổ. Mặc dù là cái phát minh đã mang lại cho ông rất là nhiều danh tiếng cũng như là của cải, nhưng mà Nobel đã nhận ra là thuốc nổ có tính hủy hoại đến như thế nào. Em trai ruột của ông đã bị giết hại trong một cái trận nổ khi làm việc ở phòng thí nghiệm, và Nobel đã dành rất là nhiều thời gian cũng như là năng lượng để phát triển cái nền hòa bình trên thế giới và để giảm thiểu những cái việc mà phải sử dụng thuốc nổ trong chiến tranh. Và ông cũng đã rất là ủng hộ cái việc mà giải quyết tất cả những cái xung đột thông qua những cái nỗ lực ngoại giao. Trước khi mà Nobel mất thì ông đã đưa toàn bộ tiền của mình vào một quỹ. Hàng năm cái lãi suất từ quỹ này sẽ được rút ra để tặng thưởng cho những người mà đã làm được nhiều điều tuyệt vời cho con người vào cái năm đó. Và những cái giải thưởng trong các lĩnh vực như là vật lý, hóa học, y học và văn học. Một trong những cái giải thưởng danh giá nhất thì là giải Nobel Hòa Bình. Và giải thưởng này thì sẽ được trao cho người mà đã làm được nhiều việc nhất để đảm bảo được hòa bình thế giới. Và một trong những cái người nổi tiếng nhất mà đã được nhận giải thưởng này đấy chính là Mahatma Gandhi của Ấn Độ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài đọc các bạn nhé. Đó. Ở đây chúng ta xem là chúng ta có phần nội dung đọc hiểu như thế nào. Các bạn ghi nhớ cho mình một chút là khi mà các bạn làm bài đọc á, thì cái phần nội dung của bài đọc của chúng ta tương đối là dài. Tuy nhiên là chúng ta cố gắng là chúng ta đọc hiểu chứ chúng ta không có dịch ra, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta cố gắng dịch ra từng từ hoặc chúng ta đọc từng từ một thì nó sẽ rất là khó khăn cho các bạn để các bạn đọc được nhanh chóng và đạt được kết quả cao ít lắm, đúng không ạ? Đó nên là chúng ta cố gắng nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đến với bài đọc ạ. Phần đọc ở đây của chúng ta là cái phần bài đọc hiểu ngắn trước, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài đọc hiểu ngắn các bạn nhé. In many ways, college students of the last two decades of the 19th century were inextricably involved in the processes of change. The North American institutions they attended were undergoing profound transforming. It was not just that more students were being admitted. There were different students. Some were women. In Ontario, Canada, Queen's University was the first to admit women into degree programs, and the University of Toronto followed suit 8 years later in 1884.
Moreover, as colleges ceased to cater more narrowly to candidates for the religious ministry and the professions, and came to be seen as a logical continuation of secondary school, younger students began to predominate. Many of those who now enrolled were experiencing transition notably from small town or rural area to an urban environment, but also from adolescence to young adulthood. Universities had to adjust the needs of students who were less mature and less settled in their interests. As the student body changed, so did the curriculum. Scientific, professional, and graduate training became much more sophisticated, but the traditional art programs was altered as well. Rigid courses, a study full of Greek and Latin prerequisites, were being replaced at many schools by elective system that featured new subjects such as English literature, political science, economics, sociology, psychology. All subjects like biology and philosophy were rocked by new ideas so that they too seemed very different. Chúng ta cùng xem nội dung của bài này là gì các bạn nhé. Theo rất là nhiều cách khác nhau thì ngày nay các sinh viên đại học của hai thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 19 đang có một sự thay đổi rất là lớn, đúng không ạ? Và ở khu vực Bắc Mỹ thì các cái tổ chức giáo dục đang trải qua những cái sự biến đổi sâu sắc, không chỉ là nhiều sinh viên nữ được nhận nữa. Không chỉ là nhiều sinh viên được nhận vào học nữa, mà có cả những cái sinh viên khác nhau và có những cả sinh viên là nữ được nhận. Ở Ontario, Canada thì Đại học Queen's là một trong những cái trường đầu tiên chấp nhận các học sinh nữ vào các chương trình có cấp bằng. Và Đại học Toronto thì 8 năm sau cũng chấp nhận các học sinh này vào năm 1884. Và hầu hết các đại học thì không chỉ phục vụ hẹp cho các ứng cử viên đến từ các chương trình tôn giáo và các ngành nghề nữa, mà các học sinh từ thời khối trẻ hơn cũng bắt đầu được chiếm ưu thế ở các trường này. Và nhiều người trong số họ đã đăng ký trải qua cái quá trình chuyển đổi này. Họ đã đến từ những cái khu vực thành thị nhỏ hay là đến từ khu vực nông thôn, đến cái khu vực đô thị. Thế nhưng mà một số người trải qua quá trình chuyển đổi từ tuổi thành niên lên tuổi trưởng thành, và các cái trường đại học thì cũng phải chuyển đổi dựa trên cái nhu cầu của sinh viên, những cái người mà ít trưởng thành hơn và ít kiên định hơn trong cái việc theo đuổi những cái sở thích của họ. Và khi mà học sinh lớn lên, cái lượng học sinh thay đổi thì cái chương trình học cũng thay đổi. Những cái chương trình học về khoa học, chương trình học về chuyên ngành và những cái chương trình giáo dục để cấp bằng thì trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Và những cái chương trình truyền thống, những cái chương trình về nghệ thuật truyền thống thì cũng được thay đổi. Có một số các cái khóa học mà yêu cầu tiếng Hy Lạp hoặc là tiếng Latin thì đã được thay thế bởi các trường, bởi các cái những cái môn học mới như là lịch sử, văn học Anh, về khoa học chính trị, về kinh tế học, về xã hội học hay là về tâm lý học. Những môn học cũ như là sinh học và triết học thì cũng được thổi những cái làn gió mới, cho nên là bây giờ chúng cũng trở nên vô cùng là khác biệt. Sau khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa của toàn bài rồi thì cái việc trả lời câu hỏi là rất là đơn giản. Vì vậy lời khuyên của mình đối với cả các bạn đó chính là các bạn nên đọc cái bài của chúng ta trước khi mà chúng ta bắt tay và chúng ta trả lời câu hỏi. Vì khi mà các bạn bắt tay và trả lời câu hỏi trước thì các bạn rất là dễ bị nhầm lẫn với các cái ý tưởng được đưa ra bởi câu hỏi các bạn nhé. Câu 31, người ta hỏi về ý chính của bài đọc, đúng không ạ? Người ta thấy rằng là ý chính của bài đọc này là gì? Đấy chính là phương án B, đó chính là cái sự thay đổi trong cái giáo dục đại học. Câu 32 thì phụ nữ lần đầu tiên được tham gia vào cái chương trình của Đại học Queen là khi nào? Đấy chính là năm 1884. Câu 33, điều gì sau đây tác giả gợi ý là một cái vấn đề liên quan đến những cái dạng học sinh mới, đúng không ạ? Đó chính là phương án D, đúng không ạ? Chúng ta có những học sinh đến từ những cái lứa tuổi rất là khác nhau. Câu 34, có thể thấy được từ đoạn văn là sau năm 1880 thì học sinh có nhiều cái quyền tự do để làm gì? Đó chính là học sinh có nhiều quyền tự do để làm gì đấy ạ? Với câu số 34 thì sẽ là được
chọn lựa những cái khóa học riêng của mình, đúng không ạ? Và câu 35, cái từ rock bottom có ý nghĩa là gì? Rock bottom ở đây của chúng ta cho thấy rằng là cái từ rock bottom ở đây của chúng ta sẽ là được powerful, đúng không ạ? Đó. Rồi, tiếp theo mình sẽ để cái bài đọc về lái xe khi say rượu lại làm bài tập về nhà cho các bạn để các bạn luyện tập các bạn nhé. Toàn bộ những cái đáp án chi tiết cũng như là những cái lời giải thích của mình thì sẽ được up lên trang web học liệu.vn. Vì vậy các bạn có thể truy cập vào trang web học liệu.vn để chúng ta tiếp cận với những câu trả lời này, có được không ạ? Sau phần đọc thì chúng mình sẽ có các câu chọn lỗi sai trong câu. Chọn lỗi sai trong câu thì chúng ta sẽ có 3 câu. Và các lỗi sai thì phân bố rải rác có cả lỗi sai về mặt ngữ pháp và lỗi sai về mặt từ vựng. Với cái lỗi sai về mặt ngữ pháp thì các bạn có thể dễ dàng nhận biết bởi vì thường là nó hay bị sai cấu trúc. Còn các lỗi sai về mặt từ vựng thì khó nhận biết hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vì ở đây của chúng ta khi mà lỗi sai về mặt từ vựng thì có thể là dùng không đúng dạng của từ, hoặc là từ vào vị trí đó thì không chính xác. Với câu số 43 ở đây của chúng ta thì chúng ta sai ở phương án B, đúng không ạ? Chúng ta có cấu trúc là enjoy doing something, thích làm gì đó. Vì thế ở đây của chúng ta phải chuyển thành helping. Câu số 44 ở đây của chúng mình thì sai ở phương án D. Ở đây của chúng ta sẽ phải là gì đấy ạ? Dispose of waste. Có nghĩa là chúng ta đang xử lý cái gì đó, đúng không? Thế chúng ta thiếu mất cái giới từ of ở đây của chúng mình. Như vậy là nó cũng sai về mặt cấu trúc. Như vậy hai câu 43 và câu 44 đều là kiểm tra về cấu trúc ngữ pháp cả. Đến với câu số 45, chúng mình thấy rằng là ở đây chúng ta sai ở phương án B, chúng ta sai về mặt từ vựng đây. Ở đây là một câu kiểm tra các bạn về mặt từ vựng. Ở đây chúng ta có cấu trúc là make progress, có nghĩa là có tiến bộ. Thì ở đây người ta lại sử dụng động từ là động từ do và chuyển về dạng phần thứ hai là done. Như vậy là sai rồi, đúng không ạ? Tiếp theo đến phần cuối của phần bài thi, chúng ta sẽ có 3 câu chọn câu mà nghĩa không đổi. Với câu số 46, her grief was so great that she almost fainted. Ở đây của chúng ta thấy rằng là gì đấy ạ? Nó sẽ đồng nghĩa với cả phương án là phương án B, đúng không? Đây là một cái cấu trúc đảo ngữ để nhấn mạnh. Chúng ta có cấu trúc đảo ngữ là so cộng với cả tính từ hoặc trạng từ, cộng với cả gì đấy ạ? Cộng với cả động từ chính, cộng với các chủ ngữ và sau đấy chúng ta có mệnh đề đi theo. Các bạn chú ý ôn lại các cấu trúc đảo ngữ với các cấu trúc đảo ngữ hay là các cấu trúc khó và đi thi để lấy điểm 10. Với câu số 47, chúng mình có gì? In my opinion, it would be a good idea to stop meeting too many students. Theo ý kiến của tôi thì thật là tuyệt nếu như mà chúng ta có thể không ăn quá nhiều đồ ngọt. Như vậy ở đây với câu số 47 chúng ta thấy rằng đáp án sẽ là phương án B, phương án C. Ở đây của chúng ta là một cái lời khuyên, cho nên là chúng ta sẽ có lời cấu trúc lời khuyên là if I were you, nếu như tớ là bạn thì tớ sẽ. Đây là cấu trúc, hai cấu trúc cả câu gốc và câu vừa được chọn, phương án C đều là cấu trúc lời khuyên. Câu số 48, nobody apart from my father thought I would win the race. Không ai ngoại trừ cha tớ nghĩ rằng là tớ có thể chiến thắng được cả. Thế thì ở đây của chúng ta thấy rằng là phương án D là phương án chính xác. Cha tớ là người duy nhất mà nghĩ rằng tớ là người chiến thắng đây. Các bạn chú ý nhé, nobody apart from có nghĩa là không có ai ngoại trừ. Câu số 49 ở đây của chúng ta và câu số 50 thì là cấu trúc kết hợp hai câu, đúng không ạ? Khi mà chúng ta kết hợp hai câu của chúng ta thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải xem là cái nội dung ý nghĩa của chúng là như thế nào. Đấy, thì ở đây của chúng ta có câu số 49 là thought they maybe much be hungry, I'd offer them something to eat. Tôi nghĩ rằng là họ có thể là bị đói đấy. Tôi đã mời họ một vài thứ để ăn. Như vậy ở đây của chúng ta thấy rằng là đây là một quan hệ nhân quả, đúng không ạ? Bởi vì tôi nghĩ rằng họ đói nên là tôi mới mời họ ăn. Vậy thì nó sẽ là phương án D, nghĩ rằng họ bị đói, tôi mời họ ăn. Câu 50, the two novel Tom Sawyer and Huckleberry Field made by mountain framers. They were inspired by the river environment. Có hai tiểu thuyết là tiểu thuyết Tom Sawyer và tiểu thuyết Huckleberry Finn đã khiến cho nhà văn Mark Twain trở nên rất là nổi tiếng. Và cả hai đều được truyền cảm hứng từ môi trường sông nước. Thế như vậy chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể sử dụng mệnh đề tính ngữ which, đúng không ạ? Để kết hợp hai câu này. Đó, hai cuốn tiểu thuyết mà làm cho Mark Twain trở nên nổi tiếng thì cái which ở đây của chúng ta được sử dụng để thay thế cho two novels. Đây chính là mệnh đề quan hệ, đúng không ạ? Đó. Như vậy là hôm nay chúng mình đã cùng nhau đi hết 50 câu của đề số 7 rồi các bạn ạ. Với 50 câu này các bạn có thể thấy rằng là các hiện tượng ngữ pháp được kiểm tra ở đây rất là linh hoạt.
và cũng tương đối là khó, đúng không ạ? Thế cho nên là khi mà chúng ta làm bài thi, chúng ta cố gắng là chúng ta hoàn thành nhiều nhất có thể những cái phần ngữ pháp để chúng ta biết được là chúng ta còn yếu và chúng ta còn lỏng ở đâu. Khi đó thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại toàn bộ các cấu trúc ngữ pháp đó các bạn nhé. Chỉ còn một ít ít thời gian nữa thôi là chúng ta đến kỳ thi rồi. Vì vậy chúc các bạn giữ gìn sức khỏe thật thật là tốt ở trong cái giai đoạn mùa hè nóng nực này, và chúng ta sẽ bước vào kỳ thi với trạng thái sức khỏe và tinh thần tốt nhất các bạn nhé. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì đừng ngần ngại inbox cho fanpage Sách Mềm để được giải đáp. Rồi, ok, như vậy là hôm nay chúng ta sẽ tạm ngừng buổi livestream ở đây và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các buổi livestream khác. Mình rất là mong chờ câu hỏi từ các bạn để có thể được hỗ trợ các bạn tốt nhất. Vì vậy các bạn đừng ngại ngần đặt câu hỏi cho mình các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!